Đồng Nai thêm 226 ca mắc Covid-19 nhiều ca liên quan ổ dịch công ty Trang Sinh. Sáng ngày 22 tháng 7, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, tại địa phương vừa ghi nhận thêm 226 ca dương tính với sa, Cốc, Hai mới, trong đó, thành phố Biên Hòa nhiều nhất với 140 ca tập trung tại các phường nguy cơ cao đang lấy mẫu tầm soát như hóa An, 32 ca, Trảng Dài, 21 ca, Tân Hạnh, 12 ca. Số ca còn lại ghi nhận tại huyện Trảng Bom, 25 ca, nhân Trạch, 22 ca, Vĩnh Cửu, 19 ca, Long Thành, thành phố Long Khánh, Xuân Lộc. Như vậy, tính đến sáng ngày 22 tháng 7, tổng số ca dương tính mới trong đợt dịch thứ tư là 1792 ca, trong đó, thành phố Biên Hòa nhiều nhất với 908 ca, kế đến là huyện Vĩnh Cửu 264, huyện Nhân Trạch 179. Ngoài ra, tỉnh đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong, nhiều bệnh nhân diễn tiến nặng. Hiện ngành y tế đang tiếp tục triển khai lấy mẫu diện rộng tại các khu nhà trọ ở xã Thành Phú, huyện Vĩnh Cửu đồng thời xét nghiệm tầm soát diện rộng bằng test nhanh tại các khu phong tỏa ở thành phố Biên Hòa. Bà Dịa, Vũng Tàu thêm 62 ca COVID-19, 1 ca ngoài cộng đồng. Ghi nhận của Tiền Phong, trong số 62 ca mới ghi nhận tại Bà Dịa, Vũng Tàu đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh có 28 ca trong khu cách ly. 33 ca trong khu vực phong tỏa và 1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng tại xã Phước Thới, huyện Đất Đỏ. Xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho người dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cụ thể, 28 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung. Trong đó, 3 ca liên quan đến bệnh nhân 62.916 Hải Hà, Long Hải, Long Điền, 2 ca liên quan đến bệnh nhân 53.890 Cảng Cá Long Sơn, Thành phố, Vũng Tàu, một ca liên quan đến bệnh nhân 24.812, Lò Vôi, Phước Hưng, Long Điền, 2 ca liên quan đến bệnh nhân 48.581, Hòa Hưng, Xuyên Mộc, một ca liên quan đến bệnh nhân 48.593, Thanh Bình 2, Bình Châu, Xuyên Mộc, một ca liên quan đến bệnh nhân 18.775, Phước Tân, Xuyên Mộc, 33 ca nghi mắc COVID. 19 trong khu vực phong tỏa, trong đó 13 ca tại cảng cá Cát Lỡ và 20 ca tại xã Bầu Lâm, Xuyên Mộc, 1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng tại xã Phước Thới, huyện Đất Đỏ phát hiện ở Bệnh viện Y học Cổ truyền. Như vậy, tính từ ngày 28 tháng 6 đến nay, tại Bà Dịa, Vũng Tàu ghi nhận 360 ca dương tính với xa, cốp, 2. Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành thẩn trương truy vết các F1, F2, F3. Gia Lai ghi nhận thêm 4 ca dương tính với sa, cốt, 2. Cũng trong sáng ngày 22 tháng 7, Gia Lai phát hiện thêm 4 ca dương tính với nốt. Cụ thể, một trường hợp bệnh nhân 36.711 liên quan đến chùm ca bệnh tỉnh Con Tung đã đi cách ly tập trung và có kết quả dương tính với sa, cốt, 2 trong khu cách ly. Một trường hợp bệnh nhân 36.712 liên quan đến trùng ca bệnh tỉnh Con Tung, trường hợp này xét nghiệm lần 1 âm tính, lần 2 dương tính. Trường hợp thứ ba là công nhân từ tỉnh Bình Dương về Gia Lai và đã được cách ly tập trung ngay tại huyện Phú Thiện, có kết quả dương tính với xa cốt, hai trong khu cách ly và trường hợp còn lại là chồng của. Bệnh nhân 44.302 dương tính sau 7 ngày. Như vậy, tính từ ngày 26 tháng 4 sáng ngày 22 tháng 7, Gia Lai đã ghi nhận 21 trường hợp dương tính với SA, cốc 2. Hưng Yên thêm 2 ca COVID-19 sau 6 lần xét nghiệm. Theo gia đình xã hội, hai trường hợp này ở Hưng Yên là F1 của bệnh nhân NTT được cách ly tập trung tại Đại học Thủy lợi, xét nghiệm lần 6 cho kết quả dương tính với sa. Cốt 2. Trường hợp thứ nhất là anh DVT, SN 1989. Trường hợp thứ hai là anh TQL, SN 1998. Cả hai cùng làm công nhân ở công ty 360, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên ảnh minh họa. Tính chung từ ngày 21 tháng 6 đến sáng nay, Hưng Yên ghi nhận 219 ca mắc COVID-19. Toàn tỉnh đã trà soát gần 43.000 người gồm F1, F2, F3 và các đối tượng khác, và soát 947 người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có dịch về, lấy trên 24.000 mẫu để xét nghiệm các trường hợp liên quan đến các ổ dịch và trường hợp nguy cơ. Đôi vợ chồng ở Sơn La mắc COVID-19 theo đó, hai trường hợp dương tính là vợ chồng bà D, T, C, bệnh nhân 69910, 37 tuổi, và ông T, A, C, bệnh nhân 69909, 35 tuổi, cùng chú tại Bản Suối Vạch, xã Kim Bon, H. Phù Yên. Cả hai đều là công nhân tại công ty Tân Nhật, T. Hội Nghĩa, thị xã Tân Viên, Bình Dương. Sáng ngày 22 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, CDC, Sơn La cho biết đã ra thông báo khẩn tìm người liên quan đến hai trường hợp này. Theo điều tra dịch tễ, vào 23 giờ 16 7, vợ chồng bà C di chuyển bằng xe taxi từ Hội Nghĩa đến sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, hiện không nhớ biển số xe, trên xe có ba người, tất cả đều đeo khẩu trang. Không hát 30 ngày 17 tháng 7, hai vợ chồng đến sân bay Tân Sơn Nhất và nằm ngủ trên ghế phòng chờ qua đêm. 9 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 7, hai bệnh nhân đã bay ra Hà Nội trên chuyến bay số hiệu VRI 140 cùng chuyến bay này đã ghi nhận 3 trường hợp dương tính với xa, Cốc, hai tại Hà Giang. Đến 11 giờ 45 phút cùng ngày, máy bay đến sân bay nội bài. Khoảng 12 giờ, hai bệnh nhân thuê xe hợp đồng biển số 29B-17-868, lái xe NDH di chuyển từ Hà Nội về Phù Yên. Trong quá trình di chuyển không dừng lại dọc đường. Sơn La tìm người từng đi đến những địa điểm, phương tiện liên quan đến đôi vợ chồng mắc Covid-19 tại địa phương. Khoảng 17 giờ cùng ngày, xe đến chốt kiểm soát dịch Đu Lau, H. Phù Yên, thực hiện khai báo y tế và được đưa thẳng vào khu cách ly H. Phù Yên, riêng lái xe d H quay trở về Hà Nội. Trong những ngày qua, cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm hai lần, đều có kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 21 tháng 7, Cả hai có kết quả khẳng định dương tính với SARS. Cốp 2. Hiện hai bệnh nhân đã được chuyển vào điều trị cách ly tại cơ sở y tế. Liên quan đến các bệnh nhân trên, CDC Sơn La thông báo tìm người đã đi đến các địa điểm: xe taxi từ hội nghĩa Bình Dương đến sân bay Tân Sơn Nhất, phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất, chuyến bay VJ140, xe hợp đồng biển số 29B. 17, 868 cùng thời gian gian trên liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ hoặc gọi đến đường dây nóng ban chỉ đạo phòng chống dịch Sơn La để khai báo, điện thoại 02123666115. HT. Theo Việt Nam Net.